Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại thì Nhân đang đứng tại dòng kênh Thủ Thừa. Nếu mà nói về cái lịch sử thì cái con kênh này trước đây có cái tên là kênh Thủ Đòn, và qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử đó, hiện tại là với cái tên là kênh Thủ Thừa. Thì phía sau lưng của Nhân là chợ Thủ Thừa luôn nha mọi người. Giống như là nếu mà nói về cái con kênh Thủ Thừa này á, thì cái bề dài lịch sử nó cũng khá là nhiều thăng trầm. Ví dụ như là Sài Gòn chợ lớn của mình có cái lịch sử phát triển cách đây khoảng 300 năm. Thì hiện tại với cái kênh Thủ Thừa này cũng có cái lịch sử phát triển cũng hơn 200 năm rồi. Cho nên là cái sự phát triển phải nói là rất là sớm, cực kỳ sớm. Nếu mà nói về khoảng 200 năm trước đó, thì kênh Thủ Thừa và chợ Thủ Thừa là một trong những cái nơi mà giao thương buôn bán và rất là tấp nập và bậc nhất của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì ví dụ như Nhân chia sẻ với khách hàng đó là cái con kênh Thủ Thừa này thì nó nối từ hai con sông, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây. Nếu như tất cả những tiểu thương mà họ đi từ miền Tây để mà đi lên Sài Gòn Gia Định là bến nghé của mình hiện tại bây giờ đó, để mà giao thương buôn bán thì bắt buộc họ phải đi do sông Vàm Cỏ Đông và đi ngang kênh Thủ Thừa này để đi đến sông Vàm Cỏ Tây và đi lên Sài Gòn Gia Định, tức là bến nghé của mình hiện tại bây giờ. Cho nên là hai cái con sông đó, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây thì nước nó chảy rất là mạnh. Và hiện tại là có cái con kênh của mình là kênh Thủ Thừa thì nước nó chảy rất là nhẹ nhàng, rất là im ắng, và một cái lợi thế nữa là giống như nó nằm ngay chân giữa một cái ngã tư. Thì cho nên là những cái tiểu thương họ đi ngang cái con kênh này thì họ sẽ ghé lại để mà nghỉ ngơi. Thì giống như bây giờ nếu như mình đi xe đò đó thì nó sẽ có một cái trạm dừng chân ở giữa đường, thì ở đây cũng vậy, nó cũng theo cái kiểu đó. Và từ từ thì nó thành một cái thói quen, cho nên là những cái người dân tiểu thương và họ sẽ tập trung vào đây rất là nhiều để mà thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là bàn chuyện với nhau, thứ ba là giao thương buôn bán. Từ lúc ông Mai Tự Thừa, tức là ông Mai Tự Thừa từ ở ngoài miền Trung mà di cư vào đây đó, thì ông mới tới cái con kênh Thủ Thừa này, và lúc đó thì ông mới lập ra một cái chợ. Thì từ cái lúc đó luôn là tất cả những người dân tiểu thương thì có thể là đến đây để buôn bán. Từ lúc đó thì cái con kênh Thủ Thừa và cái chợ Thủ Thừa nó mới bắt đầu phát triển. Thì khoảng 200 năm trước thì kênh Thủ Thừa và cái chợ Thủ Thừa này phải nói là một trong những cái địa điểm mà buôn bán phải nói là sầm uất và bậc nhất của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì cho nên cái thời điểm đó tất cả những cái phương tiện giao thông là chỉ di chuyển bằng đường thủy thôi, chứ lúc đó thì đường bộ nó chưa có thịnh hành. Và cho tới năm 1955, năm 1956 thì quốc lộ 4, tức là quốc lộ 1A của mình bây giờ đó, thì lúc đó là ra đời. Thì cho nên là cái sự mà giao thương buôn bán nó sẽ bị phân chia, tức là ví dụ như những cái người tiểu thương đó, họ có thể đi bằng đường sông nhưng mà họ cũng có thể là đi bằng đường bộ. Cho nên là nó bị phân chia ra cái sự buôn bán, thì lúc đó thì nó mới phát triển chậm lại. Và cho tới năm 1965 thì lúc đó là người Mỹ họ mới vào đây để mà chiếm cái nơi này đó. Thì lúc đó là họ một lần đại trùng tu quốc lộ 1A hiện tại bây giờ, thì lúc đó là họ thảm nhựa luôn, tức là họ nhựa hóa hết tất cả những con đường. Và lúc thời điểm đó thì những cái xe cơ giới mà họ Việt Nam mình nhập từ nước ngoài về đây rất là nhiều, cho nên là từ cái lúc đó là cái đường bộ mình nó phải nói là cực kỳ phát triển rồi. Thì hầu hết tất cả những tiểu thương họ sẽ di chuyển bằng xe cơ giới, bởi vì cái thứ nhất là nó sẽ giảm bớt cái chi phí, cái thứ hai là lưu thông nó rất là nhanh. Cho nên là từ cái lúc đó cho tới bây giờ luôn thì cái chợ Thủ Thừa hầu như là cái sự mua bán lưu thông nó bị giảm sút rất là nhiều. Và cho tới năm 2003 thì bên nhà nước mới có một cái quy hoạch là sẽ quyết định trong năm 2018 sẽ đưa thị trấn Thủ Thừa lên đô thị L4. Thì nếu như mà để đạt chuẩn được đô thị L4 á, thì Thủ Thừa phải có trung tâm hành chính. Cho nên là họ dời trung tâm hành chính về tại cái chợ Thủ Thừa này, và trong vòng bán kính 1 km thôi là có đầy đủ tất cả tiện ích rồi. Cho nên bây giờ là Thủ Thừa hiện tại đang chuyển mình và đang trên đà phát triển thành một cái đô thị L4. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội cực kỳ lớn để cho tất cả các khách hàng vào đây mua đất đầu tư, và những cái khách hàng vào đây mua đất để xây nhà kinh doanh hoặc là xây nhà để ở. Rồi bây giờ thì Nhân xin mời tất cả quý vị khách hàng cùng bay lên cao để ngắm nhìn cái kênh Thủ Thừa thơ mộng nha. Và Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.